Để mà nuôi được một con rúi má đào trưởng thành mức độ to hết cỡ tầm 5 đến 6 kg như thế này thì đây chính là những cái thức ăn chính để cung cấp đủ dinh dưỡng cho con rúi má đào Thái Lan này có thể đạt mức độ trọng lượng tối đa từ 5 đến 6 kg một con. Và giờ cũng là đến cái giờ ăn của con rúi má đào Thái Lan này rồi. Thì mời bà con cùng theo chân chúng tôi để cho cái đàn rúi má đào Thái Lan này ăn và xem cái sức ăn của chúng như thế nào. Một quan điểm sai lầm của tất cả mọi người. Mọi người cứ nghĩ và cho rằng đàn ông mới nuôi được rúi. Nhưng tôi đây là một người phụ nữ vẫn có thể nuôi được rúi. Từ những công việc như chặt tre, xay tre cho rúi ăn, thậm chí kiêm toàn bộ khâu kỹ thuật cho đàn rúi thì tôi vẫn có thể làm được và làm rất tốt. Muốn thành công trong nuôi rúi không phải cứ đứng một chỗ, nói nọ nói kia rồi chỉ tay 5 ngón là sẽ thành công. Mà muốn đứng được chỉ tay 5 ngón, chỉ bảo người khác làm thì trước hết chính mình phải là người đã từng làm tất cả những công việc đó để có những cái nhìn khách quan về công việc hay mới biết được công nhân của mình là họ làm đúng chưa, tốt chưa. Không phải cứ làm chủ là đứng một chỗ mà chỉ đạo đâu. Đôi khi mình phải lăn xả vào để làm, để người ta biết mình làm như thế nào mà người ta học theo. Rồi từ đó người ta sẽ biết họ làm như vậy là đã đúng chưa, tốt chưa. Trong nuôi rúi, khâu chuẩn bị thức ăn và phối trộn thức ăn rất quan trọng. Anh phối trộn tốt và anh phối trộn ngon thì con rúi sẽ ăn và ăn rất nhiều. Còn anh làm không ngon, ví dụ như nấu một nồi cơm khê thì cũng vậy, cả đàn rúi sẽ không ăn và chúng sẽ bỏ lại. Và không ăn thì sao ạ? Không ăn thì sẽ không lớn được, gầy gò, sức khỏe kém và dẫn đến là sinh sản kém. Tôi là một người phụ nữ, một người mẹ hai con, tôi còn chăn nuôi được thì tất cả các đấng mày râu, nam thanh nữ tú đều làm được. Tôi đã thành công trong cái việc phối trộn thức ăn cho con rúi má đào Thái Lan này để cho chúng có thể ăn được thật nhiều và ăn một cách thật ngon miệng. Tôi cũng đang lan tỏa cái sự tích cực trong tôi đến với bà con cả nước và đến với những cái bạn thanh niên trẻ có chung niềm đam mê đó là chăn nuôi con rúi má đào Thái Lan này. Tất cả mọi người, ai có thắc mắc gì về con rúi má đào Thái Lan này, về chế độ ăn cũng như là con giống như thế nào thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc đến trực tiếp trang trại của chúng tôi để tham quan.